Tử vi tuổi Đinh Hợi 2019 nữ mạng có sao kế đô chiếu mạng và gặp phải hạn thiên tinh. Sao chiếu mệnh của người sinh năm 1947 là một hung tinh mang đến tai nạn, hao tài tốn của, đau buồn và thị phi. Đặc biệt là khi bạn tuổi đã cao mà gặp kế đô chiếu mạng thì sẽ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, bệnh tật. Còn hạn tuổi mang đến cho chủ mệnh tai bay vạ gió, nên bạn cần cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của mình. Có thể thấy vận hạn tuổi Đinh Hợi năm 2019 nữ mạng mang đến nhiều điều xấu. Đặc biệt với bạn tuổi đã ngoài 70 thì sức đề kháng không còn như trước. Xem tử vi tuổi Đinh Hợi nữ mạng năm 2019 Kỷ Hợi có vận niên cầu cuồng phong, còn ngũ hành đi vào tương khắc, cả hai đều rất xấu, khiến cho vận mệnh tuổi Đinh Hợi 1947 càng thêm phần khó khăn, làm việc gì cũng gặp nhiều trắc trở, không thông suốt. Tử vi tuổi Đinh Hợi năm 2019 nữ mạng, mạng, ốc thượng thổ, đận tò vò, sao, kế đô, rối rắm, nạn tai, hạn, thiên tinh, rối rắm, tranh chấp, vận niên, cầu cuồng phong, chó dại, xấu, thiên can, đinh gặp kỷ, sinh xuất, hao tổn địa chi, hợi gặp hợi, thái tuế, bất an, thay đổi, di chuyển, xuất hành, ngày mùng 1 Tết, từ 11 giờ đến 13 giờ sáng, giờ địa phương, đi về hướng Bắc để đón tài thần, đi về hướng Đông Nam để đón hỷ thần. Màu sắc, hợp màu, đỏ, vàng, kỵ, trắng, đen. Tổng quát tử vi tuổi Đinh Hợi nữ mạng, một con người tính cách chiếu theo tử vi chọn đời và sự biến hóa trên lá số tử vi Đinh Hợi năm 2019 nữ mạng có thể tổng đoán quý bạn tuổi Đinh Hợi là người hoạt bát, có tài xã giao và quản lý kinh tế, nhân sự, thể hiện một sức sống dồi dào. Vào đời đã có những thành công đáng kể nhưng vì can chi tương khắc nên sự nghiệp dễ bị đổi thay. 9. Hai hạn tuổi tử vi Đinh Hợi 2019 nữ mạng năm nay quý bạn gặp với hạn thiên tinh, hồ sơ giấy tờ dễ sinh rắc rối, công việc cũng bị cạnh tranh có thể dẫn đến tranh chấp, kiện thưa. Mọi việc nên cẩn thận, nhất là vấn đề tài chính. 3. Về tứ trụ tử vi năm 2019 tuổi Đinh Hợi nữ mạng về tứ trụ, với thiên hư, địa sinh, sức khỏe không được tốt, ra ngoài làm ăn giao tiếp bạn bè thì đều phải hao tán tiền bạc, không nên đầu tư tiền bạc vào làm ăn nhiều, có tin vui về thêm người trong gia đình. 4. Vận niên tử vi tuổi Đinh Hợi năm 2019 nữ mạng vận niên cầu cuồng phong là hình tượng chó bị gió độc, báo hiệu một năm không may mắn nhiều, kém sức khỏe. Nhưng nếu biết kiên nhẫn và khéo léo chờ thời thì vẫn chuyển bại thành thắng không khó gì. Nên giữ nguyên mọi việc như cũ, hạn chế thay đổi, giữ gìn chữ tín với người, chọn cách làm ăn chắc chắn, không nên tham gia những việc có yếu tố may rủi, hạn chế xuất tiền bạc, chờ thời cơ, gặp được bạn tốt nhưng dễ sinh đố kỵ, cẩn thận giữ mình, tránh cãi vã tranh chấp. Phối hợp các yếu tố trên tử vi Đinh Hợi năm 2019 nữ mạng, đứng về mặt ngũ hành để luận giải, năm nay can kỷ thuộc âm, ngũ hành hợp thổ, trung vận là thiếu mộc. Thổ vận thái quá, đối với quý bạn, mạng thổ gặp năm mộc là tương khắc biểu hiện một năm sức khỏe không được tốt, vận niên và sao hạn không được tốt biểu hiện một năm công việc làm ăn của gia đình không được tốt. Luận giải tử vi tuổi Đinh Hợi năm 2019 về mặt tử vi, một cung đặt mệnh tử vi Đinh Hợi năm 2019 nữ mạng tiểu vận đi vào bình hòa cho thấy tất cả mọi việc làm trong gia đình không được tốt. Đại hạn 10 năm, từ 65 đến 74 tuổi, đây là đại hạn sức khỏe quý qua không được tốt. Công việc làm ăn của gia đình gặp nhiều khó khăn tuy nhiên cũng có tin vui về thêm con thêm cháu trong gia đình. Hai cung, ba cung tam hợp tử vi tuổi Đinh Hợi nữ mạng năm 2019 trên cung tam hợp thiên mã, văn tinh, thiên quan. Đây là bộ sao tốt chủ về đi lại nhiều và có quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên cũng có bộ sao xấu như quan phủ, tuệ phá, thiên hư, đà la, bệnh, tuần, tiểu hao, phá toái, điều khách. Thai đây là bộ sao chủ về tiền bạc tiêu pha nhiều và có chuyện buồn trong gia đình và bị người phá hoại trong công việc làm ăn. Bốn cung xung chiếu tử vi năm 2019 tuổi Đinh Hợi nữ mạng tại cung xung chiếu có các sao lực sĩ, hoa cái, bạch hồ, kình dương, thiên khốc. Mộ đây là bộ sao chủ về tiền bạc tiêu hao nhiều có chuyện buồn trong gia đình, có tang gia trong gia đình hay trong bạn bè. Tổng hợp các yếu tố trên, về phương diện ngoại giao và việc làm, do tuổi cao sức yếu mà tất cả các công việc ngoại giao làm ăn của quý bạn đều bị hạn chế. Trong năm nay quý bạn nên nghỉ ngơi đảm sức khỏe, về phương diện tài chính, tiền bạc chi tiêu nhiều vào ốm đau, bệnh tật. Về phương diện tình cảm, gia đình không có sự đồng lòng mỗi người một ý, thiếu hòa khí. Về phương diện sức khỏe, quý bạn nên chú ý về đường ăn uống hay huyết áp cao. Nhìn chung, tử vi tuổi Đinh Hợi năm 2019 nữ mạng nên chú ý sức khỏe và bệnh tuổi già. Năm nay cũng là năm tuổi quý bạn và hạn thiên tinh, đây là một hạn xấu chủ về ngộ độc do ăn uống, đau ốm bệnh tật thì lâu khỏi. Đinh Hợi mạng thổ quý bạn là người hoạt bát có tài xã giao, thể hiện sức sống dồi dào, cớ sao sự nghiệp lao đao, nổi chìm, việc làm đâu quản ngày đêm, hai vai gánh nặng, bạc tiền qua tay. Tuổi mạng tương khắc chẳng sai, nhưng nhờ thiên ất phò tai cứu nàn,
tuổi già hưởng phước lạc an, không giàu cũng được viên đoàn cháu con, kỷ hợi sao hạn không tròn, gia đình rối rắm, hao mòn thân tâm. Các tháng tốt nhất trong năm 2019 đối với tuổi đinh hợi nữ mạng. Luận tử vi tuổi đinh hợi năm 2019 nữ mạng theo các mùa. Một xem bói tuổi đinh hợi năm 2019 nữ mạng trong mùa xuân, tháng riêng, đầu năm quý bạn nên chú đường tiêu hóa, ăn uống tiêu hóa không được tốt. Tháng 2, có tin vui trong gia đình, tuy nhiên quý bạn nên chú ý về trộm đạo quân gian. Tháng 3, tháng này công việc làm ăn của con cháu không được tốt, quý bạn chú ý đi lại. Hai xem tuổi đinh hợi năm 2019 nữ mạng vào mùa hạ. Tháng 4, tháng này quý bạn nên tuyệt đối chú ý sức khỏe và ốm đau nên cẩn thận. Tháng 5, trong nhà có chuyện buồn hay cẩn thận có tang trong họ hàng. Tháng 6, mọi việc bình an, có quý nhân giúp đỡ, công việc làm ăn con cháu gặp may mắn. Ba xem tử vi 2019 tuổi đinh hợi nữ mạng trong mùa thu. Tháng 7, tiền bạc tiêu pha nhiều vào ốm đau bệnh tật, công việc con cháu khó khăn. Tháng 8, có tin vui trong gia đình hay có hỷ tín trong nhà, thêm con thêm cháu. Tháng 9, có sự mua sắm sửa sang lại nơi ăn trốn ở hay quý bạn đi lại nhiều. Bốn xem tử vi tuổi đinh hợi nữ năm 2019 trong mùa đông. Tháng 10, có quý nhân giúp đỡ, đau ốm thì nhanh khỏi, gặp được thầy thuốc. Tháng 11, sức khỏe quý bạn không được tốt, chú ý bệnh về huyết áp cao. Tháng chạp, trong nhà có nhiều chuyện vui, được hưởng phúc cho nên gặp hung hóa cát. Hướng dẫn cách cúng giải sao hạn trong năm 2019 theo vận hạn tuổi đinh hợi năm 2019 nữ mạng thì đầu năm nên cầu an hay giải hạn mỗi tháng hay vào tháng kỵ là tháng 1, 3, 9 âm lịch và nên cúng vào ngày 18 âm lịch vào lúc 21 giờ đến 23 giờ, thắp 21 ngọn.